Những lần bắt trend theo giới trẻ nhưng cái kết lại vô cùng cảm lạnh của Diệu Nhi. Cộng đồng mạng biến hình là phụ, tấu hài là chính. Người ta theo trend. Vẫn trend nhưng phiên bản chị Nhi nhà bè. Không, như này mới đúng. Diệu Nhi đúng là nữ hoàng theo trend của showbiz, nhưng những lần new trend của cô nàng nó cũng lạ lắm. Nhiều cộng đồng mạng xem xong những video biến hình của cô cũng chỉ có thể nói với chị lời xin lỗi bởi vì đã cười. Đầu tiên phải kể đến chiếc trend Wednesday khuấy đảo thế giới ảo, cũng là nhảy và make up theo style huyền bí của bộ phim. Nhưng cái kết lại là tập thể dục, cứ mỗi lần đổi quay người một cái thì người ta nhảy vô cùng vô nhịp. Còn chị Nhi nhà bè thì bị trêu là đi tập thể dục nhịp điệu. Nhưng vô tình chiếc thái độ vô cảm này của cô cũng rất phù hợp với cái mood lười tập thể dục của nhiều người. Không những vậy, cộng đồng mạng còn trêu rằng chắc người đang muốn tập thể dục mà ekip lại bắt đua trend, nên chiếc trend này đã nhanh chóng biến thành sàn tập thể thao của chị. Đã thế, cả trend biến thành AI cũng không thể thoát khỏi bàn thâu tóm của Diệu Nhi. Nữ diễn viên đã quyết định đua trend này với Isaac, nhưng thay vì xinh đẹp ngồi chờ thì máu tấu hề đã khiến cô nàng trổ tài làm mắt lát bên cạnh nam thần. Và quả thật không khiến mọi người thất vọng, chiếc filter này quả thực đã biến tấm hình hề hước này thành một siêu phẩm anime khiến ai cũng phải trầm trồ. Khi cô nàng biến hình để ủng hộ một cọng tóc mai, thì thay vì sử dụng giọng của ca sĩ với đam mê giật mít, cô nàng đã quyết định tự mình thu tiếng cho bài hát này. Đã vậy, cô nàng còn biến hình cực chất như thể mình hát rất đúng nhịp vậy. Điều này khiến cho nhiều cộng đồng mạng phải cảm thấy nên khen cho ekip của nữ diễn viên, bởi vì để có thể đúng nhịp trên nền giọng của Diệu Nhi thì thật sự vô cùng khó. Không những vậy, sau khi lệch nhịp thì chị Nhi nhà bè còn lệch cả tông, khiến cho mọi người phải lắc đầu và nghĩ rằng chắc anh Tú ở nhà vất vả lắm. Sau khi biến hình xong, đam mê của Diệu Nhi vẫn chưa tắt mà cô còn quyết tâm phải hát cho đến cùng. Nữ diễn viên còn hát cho đến những đoạn bè cuối cùng của bài hát, dù là tiếng Anh hay tiếng Việt đều phải hát cho trọn vẹn chứ không tha đoạn nào. Sau khi cảm thấy một mình đã chán, cô nàng còn quyết định rủ rê những người xung quanh. Ví dụ như người chị Minh Hằng, cả hai cùng nhau hết nhảy rồi lại sơ hở là tiểu phẩm. Những màn nhảy múa bất chấp hình tượng và nhan sắc của cả hai luôn khiến người hâm mộ phải cảm thán là đúng là ai chơi với Diệu Nhi rồi cũng sẽ lầy thôi. Mà có khi đã lầy ngầm rồi nên mới chơi với Diệu Nhi cũng nên. Nhiều người còn phải để lại bình luận bên dưới những video của Diệu Nhi vì sự lầy lội này của cô nàng. Ủa chị Nhi, chị có chắc là chị đua trend không? Đua trend là phụ, tấu hài mới là chính. Người ta là Wednesday, chị Nhi là cái gì đây? Anh Tú chắc đang cầu bài đấy. Điều nhảy thật hay và cảm xúc thật dân trào. Nhìn chị theo trend mà em cảm lạnh. Chị theo trend nào cũng giống, khác mỗi cái nết à? Có thể thấy sau thời gian hoạt động nghệ thuật, Diệu Nhi gần đây liên tục khiến công chúng bất ngờ trước sự lột xác hình ảnh ngoạn mục. Không chỉ thay đổi phong cách thời trang, nữ diễn viên còn nâng tầm bản thân bằng những món đồ hiệu đắt đỏ. Nhưng dù cho sao bao lâu thì cô nàng vẫn giữ được sự vui vẻ của mình trên các nền tảng mạng xã hội, cũng như với những người hâm mộ và người xung quanh. Còn bạn, bạn thấy sao video này? Hãy để lại bình luận cho Giang biết với nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!